Hello, xin chào các bạn, mình là Cường đây, nhân viên tư vấn bán hàng tại showroom 6A Trần Hưng Đạo, quận 1. Thì hiện tại bây giờ đã là 8 giờ tối rồi. Và thời điểm bây giờ cũng là 15 âm lịch rồi. Chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa thôi là Tết rồi. Thì bây giờ ai cũng nôn nao tới Tết rồi. Các bạn nhìn không khí ở showroom mình này, cây mai đã nở tất bật luôn rồi. Nở mà tươi như là Tết, mùng 1 Tết vậy luôn rồi đó. Nhưng mà bây giờ mới chỉ là 15 âm lịch rồi. Thì showroom mình hiện tại là không có ai hết. Và tiện thể luôn, mình sẽ chia sẻ với các bạn một điều cực kỳ đặc biệt. Đó là đằng sau mình đây, chiếc xe Ford Tourneo Limousine 2020. Thì hiện tại chiếc Ford Tourneo Limousine 2020 này trên thị trường không phải là nhiều. Các bạn có nhu cầu mua xe chạy liền không phải là các đại lý khác có thể đáp ứng được. Nhưng riêng tại Trần Hưng Đạo, showroom ủy quyền lớn nhất của Ford Việt Nam là Sài Gòn Ford, luôn có đủ màu xe Ford Tourneo Limousine có sẵn giao ngay cho các bạn luôn. Cái mức giá của nó là 1.249.000.000 đồng. Nhưng cái mức giá đó chưa phải là hết. Các bạn nếu có nhu cầu mua xe hãy liên hệ với mình qua số điện thoại mình để trên màn hình để nhận được cái mức giá còn tốt hơn nữa. Và đặc biệt là cái chất lượng dịch vụ và phục vụ bên mình là tận tâm, một chất lượng dịch vụ hoàn hảo gửi tới các bạn. Thì các bạn có nhu cầu mua xe hãy liên hệ với mình qua số điện thoại mình để trên màn hình. Thì đằng sau mình đây, đó là chính là chiếc xe Fortuner Limousine. Mình sẽ quay nội thất để xem nha. Thì hôm nay mình sẽ không nói về quá nhiều về cái phần nội thất và ngoại hình đó. Và mình sẽ để đường link ở bên dưới cái phần video này. Mình đã có những cái bài đánh giá chi tiết về ngoại hình và nội thất của chiếc xe Ford Tourneo này rồi. Thì mình sẽ để bên dưới, các bạn có nhu cầu xem thì bấm ở bên dưới. Còn hôm nay mình chỉ giới thiệu các bạn là một điều đặc biệt, là ở thời điểm cận Tết, chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi là Tết. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe Ford Tourneo, một chiếc xe cực kỳ đặc biệt đang làm mưa làm gió trong năm 2020 này, thì hãy liên hệ mình, bên mình đang có sẵn xe giao ngay. Mình xin nhắc lại là có sẵn xe giao ngay đủ màu cho các bạn luôn. Các bạn có nhu cầu mua chơi Tết thì hãy liên hệ mình qua số điện thoại mình để trên màn hình nhé. Còn bây giờ video của mình xin được kết thúc tại đây. Sắp qua năm mới 2020 rồi, mình xin kính chúc các bạn và gia đình có một năm mới 2020 an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Bye bye.